Tủ thuốc gia đình xin kính chào quý cô chú anh chị. Hôm nay Tủ thuốc gia đình xin tiếp tục giới thiệu đến quý cô chú cùng anh chị một sản phẩm mới, đó là sản phẩm Falofan 125 hay Cefaclor 125mg. Đây là kháng sinh được sử dụng trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn còn nhạy cảm với Cefaclor. Đầu tiên ta tìm hiểu về thành phần của thuốc. Thành phần của thuốc: mỗi gói Falofan 125 chứa Cefaclor 125mg, tá dược vừa đủ một gói. Dạng bào chế của thuốc. Dạng bào chế của thuốc: thuốc Falofan 125 được bào chế dưới dạng thuốc bột pha hỗn dịch uống. Chỉ định điều trị của thuốc. Chỉ định điều trị của thuốc: thuốc Cefaclor được chỉ định điều trị một số bệnh như sau. Cefaclor là kháng sinh được sử dụng trong điều trị các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn còn nhạy cảm với Cefaclor như nhiễm trùng đường hô hấp dưới như viêm phế quản cấp và mãn tính, viêm phế quản nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn tai, mũi họng như viêm tai giữa, viêm xương chẩm, viêm xoang, viêm amidan, viêm họng, vân vân. Viêm đường tiết niệu sinh dục như viêm bàng quang, viêm thận, viêm tuyến tiền liệt. Điều trị dự phòng nhiễm khuẩn đường tiết niệu tái phát. Chống chỉ định của thuốc. Chống chỉ định của thuốc: những đối tượng sau đây cần thận trọng khi sử dụng thuốc này. Người bệnh mẫn cảm với các thành phần của thuốc: người bệnh mẫn cảm với nhóm kháng sinh Cefalosporin, người bệnh tiền sử sốc phản vệ với kháng sinh Penicillin. Cần thận trọng khi dùng thuốc này đối với bệnh nhân suy thận, suy gan, phụ nữ có thai và đang cho con bú. Chỉ sử dụng thuốc khi thật sự rất cần thiết hoặc hỏi thêm ý kiến y bác sĩ. Tác dụng phụ của thuốc. Tác dụng phụ của thuốc: thuốc Cefaclor có thể gây ra một số tác dụng phụ như sau. Rối loạn tiêu hóa như buồn nôn và nôn, tiêu chảy, đau bụng, khó tiêu, khô miệng, đầy hơi, viêm kết tràng giả mạc, đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi và buồn chồn, lú lẫn, mất ngủ, tăng trương lực, chóng mặt, ảo giác, vân vân. Nổi mề đay, ban đỏ đa hình, hoại tử biểu bì nhiễm độc, có thể làm tăng men gan, giảm bạch cầu trung tính, giảm tiểu cầu, thiếu máu tán huyết, viêm gan, vàng da ứ mạch, đau khớp, viêm khớp, vân vân. Dị ứng, nổi ban, ngứa, nổi mề đay, các triệu chứng này thường giảm khi ngưng sử dụng thuốc. Các triệu chứng khác như ngứa cơ quan sinh dục, viêm âm đạo, nhiễm nấm, candida. Cách dùng và liều dùng của thuốc. Cách dùng và liều dùng của thuốc: thuốc Cefaclor được dùng qua đường uống, uống lúc no hoặc lúc đói, nên uống thuốc trong vòng 1 giờ sau bữa ăn để tăng hấp thu. Liều dùng, liều lượng Cefaclor còn phụ thuộc vào vấn đề sức khỏe mà người bệnh cần điều trị. Người lớn liều thông thường: người lớn, người cao tuổi, trẻ em trên 15 tuổi uống 250mg, cứ mỗi 8 giờ uống một lần. Trường hợp nặng có thể tăng liều gấp đôi, tối đa 4g trên ngày. Viêm họng, viêm phế quản, viêm amidan, nhiễm trùng da và mô mềm, nhiễm trùng đường tiết niệu không biến chứng, uống 250mg mỗi 8 giờ trên lần, nhân 3 lần trên ngày. Trường hợp nhiễm khuẩn nặng hoặc những vi khuẩn ít nhạy cảm hơn, có thể tăng liều gấp đôi 500mg nhân cho 2 lần trên ngày, cách nhau mỗi 12 giờ, thời gian điều trị từ 7 đến 10 ngày. Nhiễm trùng đường hô hấp dưới uống 250mg nhân 3 đến 4 lần trên ngày. Trường hợp nhiễm khuẩn nặng như viêm phổi hoặc chủng vi khuẩn ít nhạy cảm hơn, có thể tăng liều gấp đôi 500mg nhân 2 đến 3 lần trên ngày,
thời gian điều trị từ 7 đến 10 ngày. Đối với viêm niệu đạo do lậu cầu, uống một liều duy nhất 3g cộng 1g propionic, liều tối đa 4g trên ngày. Đối với bệnh nhân suy thận, độ thanh thải creatinine 10 đến 15ml trên phút, dùng 50 đến 100% liều thường dùng. Độ thanh thải creatinine nhỏ hơn 10ml trên phút, dùng liều 25% liều thường dùng. Trẻ em liều thông thường là 20mg trên ký trên ngày mỗi 8 giờ một lần. Đối với viêm phổi, viêm phế quản, uống 20mg trên ký trên ngày, chia 3 lần uống. Đối với nhiễm khuẩn nặng hoặc do vi khuẩn ít nhạy cảm hơn, có thể tăng liều gấp đôi, tối đa 1g trên ngày. Lưu ý cần thiết, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thuốc này hoặc hỏi thêm ý kiến y bác sĩ. Xin chân thành cảm ơn.